Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Cần Vlog ẩm thực. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món gà tiêm thuộc Bắc. Gia vị gồm có gà nửa con, táo 100g, vỏ cây thuộc Bắc, 100g, hoa sâm 100g, mình 100g, gừng một ít, hành tím bột ngọt. Bắt đầu mình mở cho các bạn xem nhé. Cho lửa đi. Cái này nó cực kỳ gì và ăn cực kỳ bổ nha các bạn. Nhưng mà cho mình nước vào. Và ta cho hành tím với gừng vào, hành tím với gừng với táo với thuộc Bắc vào đấy. Cho mình đun cho thật sôi xong rồi bỏ gà vào, rồi sôi lại xong rồi mình bỏ gà vào. Ok, đây. Như nước đã sôi ta bỏ gà vào. Bỏ ra bao ta bỏ ra thì bao rồi ta cho ra thì cũng có một ngọt nửa muỗng, tiêu một ít. Gà tiêm thuộc Bắc. Giờ mình cho nhỏ lửa lại. Cho nhỏ lửa lại khoảng tầm 40 phút. Khoảng tầm 40 phút là có thể ăn được các bạn. Các bạn xem. Cực kỳ thơm. Sau thời gian mình chờ 30 phút mà gà vẫn để mình thử coi thử gà có được hay chưa, đùa mình đấm vào. Wow. Gần được, mình chơi thêm tầm 10 phút nữa là gà sẽ mịn, mình ăn ngon. Sau đó riêu mình sẽ tẹt cái gà mì có vừa ăn chưa, mà thấy cực đẹp không? Màu đẹp không? Rồi mình sẽ tẹt. Wow. Cực kỳ ngon. Gia vị ngấm đều. Bởi vì các bạn chờ tầm 5 phút nữa nhé. Ok, món gà tiêm thuộc Bắc của mình đã xong nhé các bạn. Thì mình sẽ cho ra cho ra sơ bầu nhỏ để thưởng thức. Gà cực kỳ mềm. Thì mình cho ra nơi đây mình trang trí cho nó đẹp.
Bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Một ra tiêm thuộc bắc của mình đã hoàn thành nha các bạn. Các bạn xem học hỏi nấu những món này cho gia đình ăn cực kỳ bổ và hấp dẫn và cực kỳ ngon. Gà là mình nấu vừa chín vừa tới, mềm. Đó. Đấy. Cháo bột mì nha các bạn, cháo bột mì ở Quảng Bình nha các bạn. Bột mình bột làm tay nha các bạn. Làm mình lăn ra cho thật mỏng. Thật mỏng xong mới xếp lại mình thái ra từng lát. Từng lát thịt mỏng, từng thật nhỏ. Hôm nay là cháo mì gà. Gà có đây, mì gà, lòng gà, cá ăn cực kỳ thịt mỏng. Rồi bắt đầu mới thái nha các bạn. Tôi bỏ thêm một ít phần phụ gia là phần bột phấn vào, phụ gia không có bột đó, không có nước đó. Bỏ vào cho nó ăn có khỏi có cái đồ dính. Okay, khi thấm bột mì đã làm lăn ra mỏng siêu to khổng lồ, bắt đầu đến lượt mình thái. Công đoạn làm bột cực kỳ vất vả, các bạn nó bỏ nhiều nước thì nó lại nhão, bỏ ít nước thì lại không được, đúng là bỏ vừa nước vừa tay lại ngon. Sữa bột cực kỳ đẹp mà các bạn sẽ sữa bột giống kiểu phim Hồng Kông, phim trưởng á, nằn ra sữa bột cực kỳ dài. Các bạn nhìn cái tay thái bột có chuyên nghiệp không? Rồi là bột mì ở Quảng, cháo bột mì ở Quảng Bình nha bà con. Ở Quảng Bình mới có bột cháo bột mì, cháo bột gạo, cháo bột sát cực kỳ ngon và chất. Xong bắt đầu mình hụt bỏ ra, cho thêm một ít bột phấn nữa cho nó tươi. Nó tơi lên bắt đầu tí nữa mình nấu xong rồi. Rồi. Trước khi nấu cháo này là mình phải cái xào cái gà cho nó thật thơm, rồi bắt đầu bỏ vào nồi nước dùng. Bỏ vào nồi nước dùng mình đun hầm gà mà nấu gà nón thì bỏ vào tầm 5 phút là bỏ bột vào là được ăn rồi. Nêm gia vị là được ăn rồi. Mà đây là nếu mà gà mà hơi bị già thì hầm tầm 10-15 phút nó mới được ăn, bỏ bột vào mới được ăn. Nên bỏ gà vào sao cho ngấm nha các bạn. Rồi ngấm gia vị, hành tỏi, cái mì luôn. Wow, màu cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó.
mì gà, lòng gà, tim gà, nướng gà. Hai vợ chồng ăn buổi sáng. Đã bỏ gia vị gồm có đường, nướng muỗng cà phê, tiêu nướng muỗng cà phê, bột ngọt, muối nướng muỗng. Nước mắm một ít. Má ghi hâu một ít. Ngọt một thìa cà phê. Má ghi hâu một ít. Ta đảo cái điều. Để đi dùng cầm gia vị xong ta bỏ vào nồi nước dùng. Rồi. Sau khi thời gian đã ngấm, thịt đã săn lại, ta cho gà vào nồi nước dùng hầm tầm 10 phút. Nồi nước dùng đang sôi trong nồi được nồi đông bình bêu đó, cực kỳ đẹp và ngon hấp dẫn. Ngon nha các bạn. Ok, sau một hơi hâm gà chúng mình ra bỏ bột vào. Bột qua ta lấy đũa ta đảo luôn. Không đảo lại nó đặc mất. Được rồi. Sau khi nước đã sôi lại, nêm gia vị vừa ăn rồi chúng ta cũng cho bát ra bát để thưởng thức. Cực kỳ ngon và hấp dẫn nhé các bạn. Cháo bột Quảng Bình. Rồi, cũng ra bát để mình thưởng thức cho các bạn xem. Ủa, cực kỳ ngon. Đó, ta bỏ chỗ thêm một tí hành. Thêm một tí hành, cái này là có hành phi. Hành phi nha các bạn. Bỏ tí hành phi vô cho màu cho đẹp rồi. Màu đẹp. Như mình sẽ test cho các bạn xem. Mình sẽ tết cái mèn sôi mì đi. Các bạn. Ngon, sôi mì dai dai. Ăn cực kỳ ngon. Các bạn thì mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký cho mình nhé.